chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để trồng rau nhút. Thì sẵn đây Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn luôn. Thì Quỳnh Mai mới được người bạn cho một thao rau nhút và cũng có hướng dẫn mình cách mình trồng. Thì tại hồi đó giờ mình không có trồng rau nhút bao giờ. Thì sẵn đây người bạn cho và hướng dẫn mình luôn. Bây giờ mình chia sẻ lại với các bạn nha. Thì đây là thao rau nhút mình mới hái ở vườn người bạn về. Đó. Thì các bạn nhìn thấy rau nhút là một loại rau sống ở trong nước các bạn. Ở Việt Nam thì nó sống ở dưới ao chung với rau muống, bèo với lại lục bình. Thường thường thì người ta khoanh dùng để trồng rau nhút và rau muống ở trên sông các bạn. Thì nó giống như lục bình vậy, nó trôi lên bền ở trên sông, nhưng mà nó cũng cần có một cái điểm tựa, tức là nó cần có bộ rễ ăn sâu ở trong bùn, rồi nó trôi lên bền trên mặt nước, đi đến đâu thì nó có rễ đến đó, và cái rễ của nó ngoài cái rễ gốc ra thì những cái rễ kia nó ở trên mặt nước, nó không có mọc dài ra các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái rễ của rau nhút, nó giống hệt như là cái rễ của cái cây lục bình mà mình thấy trôi ở trên sông có bông màu tím đó các bạn. Thì cái rau nhút này có bộ rễ y hệt vậy, nó trôi ở trên sông và nó hút cái chất bổ ở trong nước, tức là phù sa đó các bạn. Đó, thì cái cây rau nhút này ăn rất là ngon. Người ta thường nấu canh chua hoặc là nhúng lẩu các bạn. Và các bạn có thể nấu với cá bông lau hoặc cá thuyết rất là ngon. Nó có mùi vị đặc trưng. Mình ăn mình lặt cái đọt của nó các bạn. Đây là cái đọt của cây rau nhút. Mình ngắt ở chỗ này, chỗ nào mà nó non thì mình sẽ ngắt nhưng nó đứt ra các bạn. Còn ở phía dưới thì nó già, nó dai nên mình không có ngắt được, ăn được. Thì ngoài cái ngọn ra thì nó có những cái nhánh nữa các bạn, nó mọc nhánh ra. Thì cái nhánh nào mập thì mình cũng có thể ngắt ăn, tại vì cái nhánh nó cũng có cái ngọn để bò ra các bạn. Đó. Thì cái thân rau nhút nó cũng giống như rau muống vậy. Có cái cọng ở chính giữa, cái thân chính giữa các bạn, rồi nó bò đi. Và cái thân nó có một cái lớp màu trắng giống như là Quỳnh Mai không biết diễn tả như thế nào, như một cái lớp bông gòn vậy mà nó bao chung quanh cái thân đó là các bạn. Và cái miếng này đó nó thấm nước, nó bảo vệ cho cái thân của cây rau nhút đó. Thì có hai loại rau nhút, có một loại thì cái thân của nó được bảo vệ bởi cái lớp màu trắng này, rồi có một loại thì không có cái lớp màu trắng này các bạn. Đó là hai loại. Nhưng mà cái loại mà rau nhút có cái lớp da bao phủ vậy thì nó ngon hơn các bạn. Đó. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng ở Mỹ này, tại vì nơi đây không phải là quê hương xứ sở của rau nhút nên mình cũng mình phải trồng trong chậu các bạn, trong cái hồ nước nhân tạo mình tạo ra. Nếu các bạn nào có cái hồ cá coi hoặc là gần nhà có cái ao nào đó, thì các bạn có thể
cắm xuống giống như bên Việt Nam. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ dăm cành cây rau nhút này để cho nó lên. Thì các bạn thấy nó có rễ quá trời không? Nè, cái rễ này là rễ chùm để hút nước đó các bạn. Đó. Thì bây giờ mình phải tạo ra cái bộ rễ chính để nó ăn trong đất, nó đặng cho nó nuôi cái cây rau nhút này. Ngoài cái bộ rễ mà mỗi mắt lá nó đều có một bộ rễ, nên mình trồng nó rất là dễ. Và rau nhút này là loại rau nhiệt đới nha các bạn, tại vì mình đem qua đây trồng nên mình chịu khó kỹ một chút thì mình sẽ giữ được giống. Thì bây giờ Quỳnh Mai trồng thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là Quỳnh Mai chuẩn bị một cái thùng này ở Walmart bán đó các bạn. Đó, có hai cái quai và bốn cái chậu đất, một ga lông. Và đất này là Quỳnh Mai lấy đất vườn nha các bạn, không có lấy đất ở trong bao, tại vì cái loại rau nhút này nó sống ở dưới bùn các bạn, nó mọc từ dưới bùn, dưới cái đáy ao nó mọc lên, nên mình phải tạo đất bùn cho nó. Mà muốn tạo đất bùn thì mình chỉ lấy cái đất vườn của mình, không có lẫn lộn rác với lại lá cây, nghĩa là đất ở trong vườn mà đất sạch các bạn. Thì Quỳnh Mai đã chuẩn bị bốn cái chậu nhỏ này với lại một cái thùng màu xanh. Đây là mình mới giai đoạn dăm cành các bạn, tức là mình làm sao cho tạo ra cái bộ rễ chính cho nó, cho nó sống. Còn những cái bộ rễ ở trên đây là nó trên nó làm nó ở trên mặt nước các bạn, nó y chang như cây lục bình luôn. Thì bây giờ cái cọng rau nhút này nó dài thì Quỳnh Mai sẽ chia cho nó ra làm hai, tức là cắt nó ra làm hai khúc đó. Thì khi mình cắt thì mình nhớ là chỗ nào là cái gốc, chỗ nào là cái ngọn nha các bạn, để lát mình cầm xuống thì mình nhớ, chứ mình không có cầm cái phía bên cái đầu mà cái ngọn nó được thì nó không có ra rễ. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ chia hết cái thao này ra từng khúc nhỏ nhỏ để dăm vào trong cái bốn cái chậu nhỏ này đó. Mình đã cắt những cái cọng rau nhút ra làm hai để dăm rồi nè các bạn. Và mình đã dăm vào trong bốn cái chậu một ga lông đó. Thì mình có chừa lại một nhánh để chia sẻ với các bạn là mình khi mình cắt thì mình thấy có một cái đám rễ ở ngay cái mắt lá nè các bạn đó. Thì mình cắt cái cọng nó cách chừng một inch đó các bạn thấy không, một inch rồi mới tới cái đám rễ này. Xong rồi thì Quỳnh Mai khoét một cái lỗ ở trong cái chậu và mình nhận cái cọng này xuống tới cái đám rễ đó các bạn đó. Mình lấy một cái cây rồi mình khoét một cái lỗ, xong rồi mình nhận cái cọng rau nhút xuống tới cái chỗ phần cái lỗ các bạn, chỗ cái rễ đó, rồi mình nhét cái bộ rễ nó xuống dưới mặt đất đó. Tức là có một bộ rễ và cái cọng nó là một inch, cách bộ rễ đó một inch. Xong rồi mình quét lỗ, mình nhét nó xuống thì vài ngày thì nó sẽ mọc rễ các bạn. Ngoài cái mọc cái rễ chánh ra, nó cái ngọn nó vươn tới đâu thì
một mắt lá là nó mọc ra một chùm rễ như thế này, và nó sẽ tạo một cái bao chung quanh cái cọng màu trắng xốp các bạn, để bảo vệ cái thân của nó. Đó là rau nhút. Rau nhút này là chính gốc, là chính gốc rau nhút là vậy các bạn. Phải có cái phao màu trắng bao chung quanh cái cọng rau mới gọi là rau nhút. Và cái lá của nó giống như là cái lá của cây cỏ các bạn, cỏ mắc cỡ đó các bạn. Cây cỏ mắc cỡ thì hình thức cái lá nó cũng giống vậy, và cái cây này cũng vậy, mình rờ vô thì nó khép lại như nó mắc cỡ vậy, nó khép lại, nhưng mà nó lại mọc ở trong nước, ở trong ao hồ các bạn đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng, cách dâm cây rau, cây rau nhút các bạn. Rồi bây giờ mình đã dâm vào trong bốn cái chậu đất xong rồi, thì mình sẽ đổ nước vào trong cái chậu màu xanh này, rồi để bốn cái chậu đó vào, và không có để nhiều nước các bạn, để là cao hơn cái chậu, mặt đất của cái chậu chừng 1 inch thôi. Và khi làm xong thì mình sẽ khiêng cái thùng này để vô trong bóng râm, tại vì mình để ở ngoài nắng thì cái nước nóng nó sẽ làm cho cái cọng rau nhút héo và chết, không có mọc rễ được các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi đổ nước vào trong cái thùng. Quỳnh Mai đã bỏ 4 cái chậu đất vào trong cái thùng xanh rồi nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy những cái cọng rau nhút rất là tươi luôn. Đó, vậy mình để trồng ở trong nước này chừng 1 tuần là nó sẽ ra rễ các bạn. Bây giờ nó đã có rễ sẵn mỗi mắt lá rồi, rồi nó sẽ ra rễ chính, rồi từ đó nó sẽ hút chất bổ ở trong đất, rồi nó mọc dài ra các bạn. Đó. Vậy thì hôm nay mình mới ra vườn để chia sẻ với các bạn cách trồng, cách dâm rau nhút nha các bạn. Ở tại xứ Mỹ thì mình chỉ trồng vào trong cái thùng như thế này, khi mà nó phát triển nhiều quá thì mình sẽ sang qua thùng khác, hoặc là các bạn mua cái bể bơi của con nít đó, rồi các bạn đổ đất vào và ghim cho nó. Khi mà mình đã ghim ra rễ rồi thì mình sang qua những cái chậu khác rất là dễ dàng. Lúc đầu thì hơi khó một chút, kiên nhẫn một chút, thì khi mà nó ra rễ rồi thì mình sẽ sang qua cái bể bơi của con nít đó, rồi mình cho nước cạn cạn, nước đầy bể bơi của con nít đó thì chừng có một tấc nước hả các bạn. Với lại mình bỏ đất vào rồi mình ghim ra cái rau nhút này vào thì nó phát triển rất là tốt luôn. Lúc đó là các bạn sẽ có rất nhiều rau nhút để nấu canh chua hoặc là làm lẩu nha các bạn. Thì sau khi mà cái thùng này của Quỳnh Mai, 4 cái chậu rau nhút này nó sống rồi, thì Quỳnh Mai sẽ lấy cái bể bơi con nít rồi đổ đất vào, và sẽ đem nó qua trồng. Thì mong rằng nó sẽ phát triển tươi tốt cho Quỳnh Mai. Nếu mà các bạn có cái hồ cá coi lớn thì các bạn có thể bỏ rau nhút này xuống dưới đó trồng, hoặc là nhà có ao hồ thiên nhiên thì các bạn có thể dâm xuống ao hồ thiên nhiên, thì rau nhút nó phát triển rất là lẹ, giống như là rau muống vậy đó các bạn, không khó khăn gì hết. Vậy video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.